Ôi ôi con cua nè. Hết thế con cua cả nhà ơi. Hai Phú Thiện xin chào quý bà cô chú anh chị. Thì hôm nay nhân dịp Phú Thiện cùng đi chơi với gia đình đến ở tận cùng của bản đồ Việt Nam, đó là đất mũi Cà Mau. Đó, phía trước của Phú Thiện đó là khu du lịch đất mũi nha cả nhà. Rất đẹp. Đây là cổng chính để đi vào khu du lịch đất mũi Cà Mau nha cả nhà. Đường này cổng chính đi vào đất mũi Cà Mau. Thiện đồ đâu lại đây về 15 chục đó. Kệ gì khúc đồ đâu lại đây chụp hình nha. Đây. Quá cho nắng rồi. Chụp cho tôi. Rất đẹp cả nhà ơi. Hai bên là đường nước không cả nhà. Thank you.
Đây là đường xuyên rừng đi tới con tàu nha cả nhà. Ôi ôi, hai bên rừng nước không cả nhà ơi. Quá tràn luôn rồi, cái nước. Mấy cây này cắt bỏ luôn mà. Đừng gấp. Làm việc là cũng cảnh đừng gấp. Cái đồng cái đẹp của cái này. Nó sợ nó ở đây là nó lỡ nó đi lạc nó không biết đường ra. À. Nó chào cái nhà. Hôm nay mình đi tới mũi Cà Mau mà nha các bạn. Bây giờ mình vô rừng rừng tràm nè, ra bến tàu ra mũi Cà Mau rồi nha. Hai mình giới thiệu rồi phải rồi ba. Nếu vừa bến tàu. Con tàu mũi Cà Mau nha cả nhà. Cá thò lòi nhắc luôn kìa. Cá thò lòi. Rất đẹp cả nhà. Rồi kênh Phương Thiện cũng đã chạm được cái tàu mũi Cà Mau nha cả nhà.
Rồi chuẩn bị đi xuống tàu để đi ra nhà hàng ăn uống nha cả nhà. Đi xuống nào giờ đây đây này. Bây giờ hồi 2 giờ phi á. Còn tới này 10 giờ bạn phải rồi. 8 tiếng. Cả nhà. Đó, cả nhà thấy cua không? Ôi trời. Đi Cà Mau là phải có hình được con cua rồi cả nhà. Cua to. Thôi. Video của Hữu Thiện xin khép lại tại đây. Hẹn quý ông bà cô chú anh chị đón xem các video tiếp theo nhé. Chào tạm biệt.